Cụ cải chơi thả bóng bóng nè các bạn ơi. Đâu, thả bóng bóng cho các bạn coi coi. Cụ cải ơi. Do là cái này nó bị nghẹt nè, nãy nó không ra không, đó, bà mới tháo này ra nè, nhà bà tháo này ra nè, đó. Bà tháo này ra để cho nó thông hơi xong rồi bắn nè, bà dặn lên nè, nè, bà bắn này nha, bắn con bóng nè, là con bắn đi. Mày nó bị biến hơi đó, không ra bóng hơi cái gì đó. Rồi, thắng bóng này. Nè nè ha, không có xe này. Quá trời bóng luôn các bạn ơi. Quá trời bóng luôn các bạn ơi. Chào các bạn nha, bữa nay Củ Cải kêu ghé thăm nhà Củ Cải nè. Nhà Củ Cải đâu rồi ta? Củ Cải đâu rồi? Nè, đây là cái chu. À, cái đó cái chu nè. Cái gì nữa, giới thiệu coi. Dạ, cái cửa sổ. Nào, khu nhà gì ta? Ta? Thêm cái cửa sổ nữa. Ở đây nè. Đâu, cửa sổ đâu? Trời ơi, quá trời, nhà gì ta? Chú ta? Ồ, cái nắp, cái hình mũi tên nè. Cái này gọi là nhà gì? Nhà công chúa. Nhà công chúa à, công chúa đâu rồi? Vô công chúa, vô ngủ công chúa ơi. Thăm vô chơi. Rồi chui vô nha. Trời 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 ơi. À, công chúa này bự quá công chúa ơi. Trời. Ồ. Đâu? Rồi cái gì giới thiệu nó coi. Có con gì không? Con khỉ. Con khỉ hả? Nhà này nhà của ai? Nhà của bà nội khỉ, là bà ngoại của con. Ở gói này nữa hả? Có gì nữa không? Có gì nữa không? Con có một con gấu bông. Chỗ đâu ngủ đây? Chỗ này nè. Dạ. Thì con với con khỉ ngủ à? Dạ. Rồi con thử ra nằm ngủ, sao nó thử ra. Con thử ra, nằm xuống ngủ thử ra. Con kìa, con nằm luôn kìa. Nằm luôn rồi. Rồi, cũng ngon nha, bye bye Củ Cải nha, cũng ngon nha. Hết chưa? Còn chưa gì nữa không? Còn gì giới thiệu nữa không? Còn. Giới thiệu gì nữa, giới thiệu coi. Còn nữa. Giới thiệu gì nữa? Còn. Còn gì giới thiệu nữa không? Cái liều này còn gì giới thiệu nữa không? Còn. Rồi. Rồi giới thiệu đi, còn gì giới thiệu đi. Cái nồi chim cái nè. À cái nè rồi, cái nè thấy cái nè rồi. Thêm cái nồi nữa. Cái đó, cái nè đó hả? Yeah. Rồi thêm cái nồi nữa. Thêm cái nồi nữa nè. Thêm cái nồi nữa. Rồi hết chưa? Rồi hết. Rồi bye bye các bạn đi. Bye. Bye các bạn, hẹn các bạn lên ở lúc sau. Bye bye, ở lúc sau. Chắc chuyện kỳ trời ơi.